Dạ em Ngọc Tâm rất dễ xin kính chào toàn thể quý anh chị các mặt trên kênh YouTube của Ngọc Tâm ha, cũng như toàn thể quý anh chị các mặt trên Facebook và Zalo. Thì hiện tại Tâm đang có mặt tại đường tỉnh lộ 85A nha quý anh chị, thuộc ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Thì cái phía trước mặt của quý anh chị thì mình thẳng lên ngã tư Sài Đôi, đường tỉnh lộ 826 ha. Thì từ đây mà lên ngã tư Sài Đôi thì tầm khoảng 2,5 km nha. Và khi lên ngã tư Sài Đôi rồi mình rẽ trái thì mình về chợ Kiến, chợ Đào, thị trấn Cần Đước. Còn mình rẽ phải thì mình đi đường Đinh Đức Thiện, mình về Bình Chánh, Sài Gòn nha quý anh chị. Đó. Còn cái phía ngược lại thì mình thẳng cái đường 85A này đó, mình ra ngay chỗ ngã tư Gia Bảo ha. Và khi ra ngã tư Gia Bảo rồi thì mình rẽ trái thì mình về Sài Gòn, mình rẽ phải thì mình về trung tâm thị trấn Cần Đước nha quý anh chị. Còn mình thẳng luôn một đoạn tầm khoảng 500m thôi là mình về trung tâm thị trấn Cần Giuộc ha. Thì từ cái vị trí Tâm đứng mà về Sài Gòn thì vào độ tầm khoảng 14 đến 15 km tùy cái khu vực mà quý anh chị đang sinh sống nha. Đó, và cái phía đối diện của mình là ấp Văn Hóa Lộc Tiền nha quý anh chị. Quý anh chị để ý nha, ấp Văn Hóa Lộc Tiền ha. Thì đối diện ấp Văn Hóa Lộc Tiền này thì cái đoạn đường này là đường Quỳnh Thị Luông nha quý anh chị. Quỳnh Thị Luông. Với cái tuyến đường Quỳnh Thị Luông này thì nó thông từ đường tỉnh lộ 85A và thông ra đường DH20. Và hôm nay Tâm đứng tại cái vị trí này để Tâm giới thiệu cho quý anh chị là một sản phẩm đất thổ với cái diện tích tổng là 139m ha. Và cái địa chỉ đất là ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và nó nằm mặt tiền đường ITB luôn. Thì với cái tuyến đường Quỳnh Thị Luông giao nhau giữa 85A và đường DH20 thì nó nằm ở đoạn giữa, cái đường ITB nằm đoạn giữa, nó kéo dài từ đoạn đường Quỳnh Thị Luông qua đoạn đường DH20 nha quý anh chị. Đó, thì từ cái vị trí Tâm đứng mà vào đất á, thì vào độ tầm khoảng 500m thôi. Thì bây giờ Tâm mời quý anh chị vào mình xem đất cùng với Tâm luôn nha. Thì cái khu vực này á, nhà cửa rất là nhiều nha quý anh chị. Có nhiều công ty mọc lên luôn. Rồi có nhà trọ nè. Đây là công ty nè quý anh chị. Nhà xưởng công ty rất là nhiều. Và ở khu vực này thì có rất nhiều là dự án tách thửa phân nền bán lô ha. Và đặc biệt một điều là cái khu vực của mình á, khu vực mà ở Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc á, thì không có một cái quy hoạch hoặc dự án nào của nhà nước nha quý anh chị. Khu này là khu sạch luôn. Cho nên là quý anh chị cứ an tâm về mình đầu tư hoặc là mình xây nhà ở rất là ok ha. Thôi là mình tới cái đường ITB nha quý anh chị. Đây, tới cái vị trí này thì mình đi thẳng luôn á, là mình ra đường DH20 ngay chỗ đối diện đường Nguyễn Thị Sáng luôn. Và ra ngay trung tâm hành chánh của xã Phước Lâm nha quý anh chị. Thì từ đây mà ra đường DH20 thì vào độ tầm khoảng 1 km thôi. Đó, còn cái khu vực đất mà tôi muốn giới thiệu với quý anh chị là mình rẽ vào cái hướng này. Thì cái đoạn đường bê tông này là đoạn đường ITB nha quý anh chị. Vừa mới làm xong rất là đẹp và rất là rộng luôn. Cái đường này là đường 4m ha. Và lộ giới là 9m. Thì từ cái vị trí đường Quỳnh Thị Luông này mà vào đất mình thì vào độ tầm khoảng 100m thôi. Rồi, mời quý anh chị mình rẽ vào cái đường ITB ha. Khu dân cư rất là nhiều luôn. Quá đông. Đây thì tới cái vị trí đất mà tôi muốn giới thiệu với quý anh chị đây ha. Khu đất mình thì nó nằm kế bên căn nhà cấp 4 ha.
Rồi, trước khi vào giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này, Tâm sẽ quay một vòng cho quý anh chị xem là cái khu vực này đường nó thông thoáng và nhà dân cư rất là nhiều như thế nào ha. Đây là xung quanh cái khu vực đất của mình nè. Đối diện cũng là nhà và kế bên cũng là nhà luôn. Thì cái phía mà ngay tay Tâm chỉ nè là mình đi ra đường DH20 thì vào độ tầm khoảng 1 km nha quý anh chị. Đó, thì hiện tại đường trước đất của mình là đường bê tông 4m và đường này gọi là đường y tế B nha. Đường bê tông 4m và lộ giới là 9m. Đó. Và đất của mình thì nó nằm ở lô gốc ha. Nó lô gốc. Thì từ cái vị trí đất mà ra đường Quỳnh Thị Luông hồi nãy Tâm vào á là chưa đầy thì 100m nha quý anh chị là tới đất mình ha. Đó. Khu vực này thì quý anh chị thấy đèn đường này, camera an ninh đầy đủ luôn. Rất là ok mà rất là tiện ích cho quý anh chị mình về đây mình mua mình đầu tư ha. Rồi, bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để giới thiệu chi tiết về cái thửa đất này cho quý anh chị mình xem luôn. Thì tổng diện tích của đất mình á là 139m ha. Và với cái diện tích thực tế là ngang là 5m và dài là 28m nha quý anh chị. Và cái địa chỉ đất mình đây là ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và với cái diện tích thực tế là ngang 5 nè, từ cái vị trí này, từ cái vị trí hàng rào 40 này nha quý anh chị, qua cái vị trí ở bên đây. Đó là ngang 5m ha và chạy dài xuống hết đất dưới luôn là 28m. Đó và chủ gửi bán với giá là 1 tỷ 2 ha. Và hướng đất của mình là hướng chánh nam nha quý anh chị. Đó, rồi để Tâm đi sâu vào cái lô đất này để Tâm giới thiệu ha. Thì đất của mình á, là xung quanh nó được chủ làm hàng rào 40 kiên cố hết rồi nha quý anh chị. Đó, thì quý anh chị về mua đầu tư thì không cần phải rào nữa. Thì đã được chủ rào rồi. Và đất mình nó được san lấp đất rất là cao ráo luôn. Đó, nền rất là cao ráo luôn. Xung quanh thì cái vị trí của mình nó là không có màu mã gì quý anh chị. Đất sạch nha. Đất này thì có thể mua mình xây nhà nè, rồi mình trồng cây cũng rất là ok ha. Tại vì đất này là chủ san lấp bằng đất thịt chứ không phải là cát nha quý anh chị. Đó. Đây, đây là cái vị trí mà ranh giới của mình ha. Từ vị trí này qua đây. Đó, quá đẹp cho một sản phẩm như thế này ha. Rồi, bây giờ Tâm xin nhắc lại về cái diện tích và về cái giá một lần nữa nha. Thì tổng diện tích của đất mình là 139m ha. Và cái địa chỉ đất của mình ở đây là ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ha. Và với cái diện tích thực tế là ngang 5 và dài là 28. Thì bên chủ bên em nó gửi bán với cái giá là 1 tỷ 2 nha. 1 tỷ 2. Và cái hướng đất của mình là hướng chánh nam nha. Hướng chánh nam. Và xung quanh nó được chủ lắp hàng rào 40 rất là thông thoáng luôn. Và lô mình là lô gốc ha. Lô mình là lô gốc mặt tiền đường y tế B này luôn. Thì so với giá 1 tỷ 2 cho cái khu vực mà đường y tế B này thì cái giá này là còn đầu tư được nha quý anh chị. Cái giá này là còn đầu tư được nha. Và quý anh chị về mua mình xây nhà cũng rất là ok luôn. Tại vì cái khu vực này bây giờ á là dao động á, một lô đất thì vào độ tầm khoảng 1 tỷ 3 50 đến 1 tỷ 4 ha. Nhưng mà cái khu vực đất này thì Tâm mua luôn mang đến những cái sản phẩm mới và có cái giá rẻ cho quý anh chị mình tham khảo ha. Đó, rất là đẹp luôn. 1 tỷ 2 với cái diện tích là 139m. Đất thổ sổ hồng riêng ha. Sổ cầm tay luôn, quý anh chị có thể là công chứng trong ngày luôn ha. Rồi, bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây ha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt nha. Còn quý anh chị mà cảm thấy thích cái lô đất này, cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình ha. Và số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem cái phần mô tả video của Tâm ha. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo, mang đến cho quý anh chị những sản phẩm mới có cái giá rẻ bất ngờ để quý anh chị tham khảo và đầu tư luôn. Còn bây giờ thì Tâm xin chào và hẹn gặp lại ha.